Chào anh em nha, nay chủ nhật lại tiếp tục quay anh em coi những cái sản phẩm mà anh em chúng ta nên sử dụng và bên mình cũng khuyến khích cho anh em sử dụng, khuyến nghị anh em sử dụng ha. Đó là cái bộ cam cò này anh em. Rất là nhiều anh em chúng ta chạy xe nó bị cái tình trạng là kêu cạch là chèn nữa. Khi mà nổ máy á, đặc biệt là nổ máy nóng, thì anh em biết là khi mà chúng ta nổ máy nóng á, thì cái cam cò chúng ta nó hoạt động hết công suất và nó rất là nóng nha. Cái đầu bò là gần như là cái bộ phận nóng nhất, tại vì nó có cái cổ bô á nè, nóng lắm. Thì ở đây nó cũng diễn ra cái hoạt động mà xúc bắp nó nổ, khi mà cái trái piston nó chạy lên thì xúc bắp nó nổ, thì nổ máy như vậy thì nó rất là nóng. Và cái bộ cam cò anh em khi mà nó đã cũ rồi anh em thì nó sẽ không có hoạt động tốt được nữa ha. Do đó là nó cũ thì nó gây ra cái hiện tượng mòn, mà mòn thì nó sẽ rơ, mà rơ thì nó sẽ không còn ngon nữa anh em ha. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em với cái bộ cam cò mà bên mình đang bán ha anh em ha. Thì là cam cò hàng cam, như là cam hàng Việt Nam nha anh em. Cam hàng Việt Nam, cam của Alpha nha. Còn cò thì nó là cò của Thái ha. Thì cái cò này thì nó của Thái cho nên là nó khi mà nó vận chuyển anh em thì cái vỏ nó hơi bể, nó hơi dập xíu ha. Anh em thông cảm ha. Cái vỏ nó hơi nhanh đó nè, chứ nó không có được thẳng như là cam ha. Cam á thì nó Việt Nam cho nên là cái vận chuyển nó cũng không tới nỗi nào, nhưng mà cò thì nó ở bên Thái về cho nên là nó hơi móp cái tem xíu nha nè, anh em thông cảm ha. Thì nếu mà anh em mua lẻ cò không á thì 450.000 một cặp nha nè, cò không là 450.000 một cặp. Còn nếu mà cam á thì 230.000 một cây. Thì nếu mà anh em mua như vậy á, thì một bộ nó ra tới 680 rồi anh em. Nhưng mà nếu mà anh em mua chung một bộ á, thì nó chỉ có 600.000 thôi. Đó, 600.000 một bộ nếu mà anh em mua chung nha, thì rất là rẻ. Cho nên là những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mình ha. Cái bộ này mà đúng zin hôm nay ở trong Honda nó bán nó vào đâu khoảng cái cam mà nó khoảng vào 900 đến 1 triệu một cây nha. Còn cò nó cũng khoảng cỡ đó nữa. Thì một bộ cam cò nó khoảng triệu mấy, 2 triệu. Nó hơi đắt cho nên là một số anh em chúng ta cũng hơi khó khăn khi mà chúng ta bỏ ra cái số tiền đó. Với lại nó là hàng của Alpha nha anh em, còn này nó hàng quay Thái nha, khác nhau đó. Thì anh em nào chúng ta mua anh em liên hệ mình nha, số điện thoại 0915 434 973 anh em ha. Cam cò này thì bây giờ mình đang gắn ở trong chiếc xe của mình rất là ngon, và những anh em mua thì trước giờ mình bán nó khoảng cũng rất là nhiều anh em, mấy trăm cặp đó, thì rất là nhiều anh em phản hồi tốt ha, cũng chưa có anh em nào kêu nó bị gì hết. Tại vì đợt trước có một đợt là mình bán cái hàng cò của hàng cò mới mà nó của Việt Nam á nè, thì nó có 200 mấy chục ngàn à. Cái đợt đầu thì nó về rất là ngon, nhưng mà cái đợt sau nó về thì nhiều anh em chúng ta phản hồi là cò nó xài một thời gian nó bị lún, cho nên là mình không có nhập cái đó nữa. Mình thấy cái đó nó cũng kém chất lượng quá, nó xài một thời gian, anh em kêu xài một thời gian nó sẽ bị hơi lún, thì mình quyết định là mình không có bán cái đó nữa. Và những anh em mà bị lún cò là gần như mình đã gửi trả đổi hoặc là hoàn lại tiền cho anh em hết rồi. Còn đợt này thì cái cò mới này, hàng Thái này thì rất là nhiều anh em phản hồi tốt luôn, kêu là ngon, chạy rất êm. Thì cũng bữa giờ mình bán cũng nhiều mà chưa có anh em nào mà phản hồi là nó không ngon hết, đa số là anh em nó chạy rất êm. Còn cam thì ok lắm anh em, cam hàng Việt Nam, cam Alpha xài rất chất lượng luôn, rất là ngon. Cái này anh em xài thoải mái cho quay Alpha, quay 110 rim Thái được hết nha anh em, đúng ngon luôn nha. Chứ không phải cái này không mình, cái nào ngon mình nói ngon, cái nào mà không ngon là mình nói nó chỉ xài được hoặc là nó dở nha. Cho nên là anh em chúng ta cứ yên tâm, cái này về xài được, xài rất ngon mà giá rất là rẻ nha, 600.000 một bộ, rất rẻ luôn. Thật sự anh em rất là rẻ nha, nó rẻ hơn hàng neo xe đẹp, hàng neo xe đẹp nên nó khoảng 900 một triệu luôn em, rất là đắt nha. Đó, còn này nó rẻ hơn. Còn anh em chúng ta, những anh em mà chúng ta xài cò mài rồi á, thì anh em biết là cò nó chạy rất là kêu rồi nè, cò mài chạy rất là kêu ha. Nó vẫn ok vẫn ngọt nhưng mà nó kêu lắm anh em, với lại chạy một thời gian nó nóng là nó yếu lắm. Còn cái này rất là ngon, cho nên là anh em nào chúng ta mua, nói chung là mới anh em thì nó cũng có lợi của mới, là mới anh em chạy nó được lâu, nó bền hơn so với theo xe thì chạy một thời gian nó nhanh mài mòn ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua được theo xe thì rất là tốt, nó đồng bộ với cái xe của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có mua được, có điều kiện để mua hàng mới á, hàng theo xe đẹp á, thì anh em mua cái hàng mới này nha, đảm bảo nó ngon hơn cái hàng theo xe mà anh em đang sử dụng nó bị mòn rồi nha. Cái này rất là ok, rất là tốt luôn.
thì anh qua cho anh em như vậy. Nếu anh em nào mua thì có thể liên hệ mình nha, số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.